Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Phu Quân Kiềm Chế Chút của tác giả Tô Hành Nhạc. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. Chương 16, không có sơ hở. Nhan Chính còn muốn giữ hai người lại ăn cơm tối, nhưng Bùi Cẩn thấy Nhan Thế Ninh chẳng thích thú gì liền mượn cớ có công việc từ chối khéo. Sau khi nói vài câu khách sáo, hai người cáo từ. Mẹ con đâu? Nhan Chính hỏi Nhan Thế Tịnh đứng bên cạnh từ sau tiệc rượu, khang hoa quận chúa vẫn không thấy lộ diện. Mẹ nói cơ thể khó chịu, về phòng ngủ rồi. Nhàn thế tịnh đáp lại, trong lòng hoài nghi, mới vừa rồi vẫn còn khỏe, sau khi đi gặp lý quả phụ về sắc mặt liền trở nên âm u, cũng không biết thế nào. Nhàn chính nghe vậy, còn tưởng khang hoa quận chúa lại làm mình làm mẩy, không khỏi nhíu mày lắc đầu, thật sự là ngày càng quá quát. Trong lòng bất mãn, trên mặt lại mang theo sự áy náy nhưng ông ta vừa định nói gì đó lại bị nhan thế ninh cắt ngang. Vậy chúng con về trước vậy, thân thể mẹ không khỏe, muội muội cần phải quan tâm chăm sóc. Giọng nói của nhan thế ninh rất chân thành, ánh mắt rõ ràng là hiếu thuận, thật sự chỉ là diễn trò quá mức thuần tục mà thôi. Nhan chính nghe xong lại càng thêm bùi ngùi nữ nhi ngoan mà. Nhan thế ninh lại nghĩ thầm, chẳng muốn nói lời vô nghĩa với cô. Xe ngựa lăn trên đường đá đi về phía trước, bên trong xe có hơi ngột ngạt, nhan thế ninh sốc rèm bên cửa sổ, cũng bắt đầu vung cây quạt lên. Sắc trời bên ngoài còn sớm, nhàn thế ninh nhìn người đi trên đường phố hết sức náo nhiệt, không khỏi nổi lên suy nghĩ, chúng ta đi về sao. Bùi cần lúc chưa đã uống hơi quá chén, đang nhắm mắt dưỡng thần, nghe câu hỏi này, biết nàng đang nổi lên ý nghĩ vui chơi, nhân tiện nói, đừng vội, còn nhiều thời gian mà, nói xong kéo tay nàng qua, tỏ ý quạt cho hắn nữa có ý gì? tâm tình nhan thế ninh rất tốt, cũng không để ý. bùi cần lười nhắc nói, cuộc sống từ sau khi cưới cho tới bây giờ vẫn không có gì thú vị, dù sao cũng phải tìm chút thú vui chứ. vi phu đã lo liệu cả rồi, sau này à, ta cứ sống phóng túng đi, vui đùa ở kinh thành, rồi chơi đùa khắp cả thiên hạ luôn. nói xong, nghiêng người đến trước mặt nhan thế ninh, cười nói, ái phi, nàng nói có được không? nhan thế ninh vừa nghe xong. Ánh mắt sáng rực lên, thật sao? Có trời mới biết hai năm qua nàng sống ở Kinh Thành đã muốn chết ngạt rồi. Bùi cần nhìn thần thái phấn khởi của nàng, cười gật đầu, cũng nói có khi nào ta lừa nàng đâu. Huynh thì bao giờ mới không gạt ta? Vừa nghe lời này của hắn, nhan thế ninh lại cảm thấy tức giận. Bùi cần vội kéo nàng qua, dịu dàng một chút, dịu dàng một chút. Sau một lúc lâu, nhan thế ninh lại có thắc mắc nhưng huynh không phải là vương gia sao, có thể ở bên ngoài chơi đùa hoài sao. Bùi cần điều chỉnh tư thế, híp mắt cười, đừng quên, ta là một vương gia nhàn rỗi. Nhàn thế ninh có vẻ đăm chiêu. Bùi cần xưng là hiền vương, nhưng cũng là một vương gia nhàn rỗi, trước không cao quyền cũng không trọng, hoặc là nói, trước giờ vốn chẳng có quyền gì. Lúc thiên hạ không có chuyện gì, cả ngày hắn chỉ mua vui giết thời gian, nói dễ nghe là điềm đạm ung dung vô dục vô cầu, Nói khó nghe thì chính là chơi bời lêu lồng không làm việc đàng hoàng Nhưng đợi đến lúc thiên hạ có chuyện xảy ra khiến người ta đau đầu Hắn lại bị ủy thác nhiệm vụ quan trọng Tỷ như 6 năm trước sông Trường Giang và Hoàng Hà bị vỡ đê ngập nước cả tuyên thành Ví như hai năm trước có phản loạn ở Nam Cương Việc này đều rất khó giải quyết Thất vương gia và thái tử bo bo giữ mình cũng không muốn nhúng tay vào Mà việc này huyên áo làm lòng dân hoàng sợ nhất định phải có một nhân vật lớn đứng ra bình ổn tất cả, vì thế, Bùi Cần liền trở thành nhân vật được chọn lựa tốt nhất. Đương nhiên, Bùi Cần vẫn luôn tự mình biết mình, lúc bọn họ chưa tuyển chọn thì đã chủ động xin ý chỉ, vì thế lại đạt được chữ Hiền trong tên của hắn. Nhưng đợi đến lúc chuyện được giải quyết êm xuôi, luận về thường, Bùi Cần vẫn chưa hề có dược thứ gì tốt. Hắn chỉ làm ổn định lòng dân, đây là hắn làm vì trách nhiệm của một hoàng tử, không phải công lao gì lớn. Nói chung, bùi cần chính là cục gạch, chỗ nào muốn thì chuyển đến đó, sử dụng xong rồi lại đặt sang một bên chờ lần sau. Cái này, cũng là cái bia đỡ đạn nha. Nhưng mà bùi cần thật sự không có công trạng gì sao. Nhàn thế ninh nhớ đêm đó đưa thức ăn cho hắn, lại thấy hắn không ngừng viết biện pháp thoát nước dưới ánh nến. Mà càng về sau, lũ lụt được ngăn chặn cũng là chủ ý của hắn. Nhưng mà đến cuối cùng, những chủ ý đó đều biến thành của người khác có lẽ là tự hắn phủi sạch toàn bộ những công trạng đó chỉ làm một hoàng tử không tiếng tăm không tài năng không được sủng ái như thế sẽ có thể sống sót giữa cuộc tranh đấu thảm thiết trong hoàng cung. Tựa như bây giờ phản loạn ở nam cương đã được dẹp yên gần hết hắn buông binh quyền từ bỏ tất cả vinh hiển tiếp tục trở về làm một nhàn vương. nhàn thế ninh nhìn người gối lên đùi mình nghỉ ngơi đột nhiên cảm thấy thằng nhãi này cũng rất không dễ dàng. ngẫm lại mặc dù không muốn thừa nhận nhưng quả thật thằng nhãi này rất có bản lĩnh dường như thật đúng là không có hắn sẽ không được thật sự là người dù thông minh cũng sẽ thông minh nhạy bén giấu trong diện mạo vốn có lừa gạt khắp trốn thiên hạ người như vậy không làm hoàng đế dường như cũng hơi đáng tiếc ý nghĩ này vừa lóe lên nhan thế ninh liền phát hoàng cô đang nghĩ gì vậy lúc này bùi cần cảm giác được nhan thế ninh rất lâu vẫn không có động tĩnh gì mở mắt ra nhìn thấy nàng đang thất thần liền hỏi nhan thế ninh cúi đầu nhìn thẳng vào đôi mắt sang người của hắn trầm ngâm một chốc cười nói tôi đang nghĩ huynh có nhược điểm gì một người mạnh mẽ như vậy toàn thân đều không có sơ hở sẽ có nhược điểm gì đây tìm được nhược điểm sau này cũng không sợ hắn khi dễ nữa hừ hừ bồi cẩn ngẩn ra sau đó bật cười vân tay ôm lấy cổ nhan thế ninh kéo xuống hôn lên môi nàng nụ hôn này sâu triền miên dây dưa quấn quít đến khi cảm thấy nhan thế ninh đã sắp nghẹt thở bùi cần mới buông ra sau đó nói với nàng hai chữ cô đó cô đó là ý gì nhan thế ninh lơ mơ nhưng mà khụ khụ nhan thế ninh đẩy hắn ra lại chiếm tiện nghi của ta quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ đã đi qua đoạn đường huyên náo nhất lúc này trước mặt là một tiệm bánh bao trước cửa bầy một cái lồng hấp một người con gái áo vải cất kỹ bánh bao trả tiền xoay người rời đi nhàn thế ninh nhìn bong lưng của nàng nhăn mày lại đang nhìn gì vậy bùi cần đến gần hỏi dường như ta thấy người quen nhàn thế ninh không chắc chắn nói ai huynh còn nhớ lúc đầu nhà ta có một lý thẩm không trong đầu bùi cần hiện ra diện mạo một người phụ nữ thật thà chất phác ừ ta nhớ bà ấy nướng bánh rán hành ăn rất ngon sao vừa rồi là bà ấy sao nhàn thế ninh lắc đầu không chắc chỉ thấy bóng lưng thôi. Chắc là không phải, khi ta lên kinh muốn đưa bà ấy theo, nhưng bà ấy lại nói muốn đi xuống phía nam tìm thân thích, không thể đến kinh thành phía bắc được. Ở kinh thành bà ấy chẳng quen biết ai, chẳng lẽ bà ấy đến tìm ta. Nói xong nhan thế ninh lại nhìn ra ngoài, nhưng đã không thấy bóng dáng người nọ đâu nữa. Nếu bà ấy muốn tìm cô thì sẽ tới tìm, tướng phủ vương phủ ở đâu, nghe ngóng một chút sẽ biết. Ta cứ ở nhà chờ xem. Bùi cần nói. Nhàn thế ninh nghĩ nghĩ, khẽ gật đầu. Lại một lát sau, rốt cuộc cũng đến vương phủ, nhưng phu xe vừa mới sốc màn lên, bùi tuần nhìn người đứng trước cổng, liền cười khổ với nhan thế ninh đang định đứng dậy, xem ra, chúng ta còn phải đợi trong xe ngựa một lát nữa. nhan thế ninh còn đang nghi hoặc, bên ngoài vang lên một giọng nói già nua mà kính cẩn, vương gia, vương phi, lão thái gia tổ chức tiệc rượu trong phủ. Lão thái gia, là uy quốc công. Trong xe ngựa, Bùi Tuần ghé vào tai Nhan Thế Ninh nói khẽ, ái phi, xem ra chúng ta lại phải diễn trò rồi. Nhan Thế Ninh nhíu mày ai sợ ai. Uy Quốc Công gần 70 tuổi, than thể vẫn rất khỏe mạnh, tóc trắng xám được trải chuốt rất tỉ mỉ. Mặc áo bào màu xanh biếc, cùng với thần sắc trang trọng khiến người ta tự dưng có một loại áp lực vô hình. Nhan Thế Ninh cảm thấy được khí thế quanh thân ông ta, nghĩ thầm Uy Quốc Công oai hùng, danh xứng với thực. Bùi Cần cảm nhận được sống lưng nàng căng thẳng, âm thầm vỗ về mở u bàn tay nàng. Lúc này bọn họ đang dùng bữa trong sảnh, người ngồi hai bàn, con trai con dâu của Uy Quốc Công ở kinh thành cũng đã tập trung đông đủ, cả cháu chắt cũng mang đến, lại là một hình thức gia đình sum họp. Uy Quốc Cô Công có ba nam một nữ, đều là nhân Chung Long Phượng. Một nữ được đưa vào cung phong làm quý phi, ba con trai đều là người tài năng, hoặc làm tướng, hoặc làm quan, lại cưới được nữ nhi danh môn trong lúc tình trạng rối rắm phức tạp, Phú Quốc công lại uy chấn một thời, thế lực xoay chuyển trời đất. Chỉ tiếc đến lúc chân quý phi chết vì thích mẫu thai, Phú Quốc công đã tuột dốc trong nháy mắt. Trường tử đóng giữ ở biên quan đột nhiên bị tập kích, hai đầu gối chúng tên độc, sau khi may mắn sống sót thì lại bán thân bất toại thứ tử nhậm chức ở hộ bộ bị dính líu tới vụ án tham nhũng mũi sắt, cuối cùng bị giáng chức phạt bổng lộc, không được sờ đến quốc hố đến nửa phần. Chết thì chết, dây dưa quấn quýt, bại bại, trải qua mấy phen chịu tổn thương, uy quốc công bệnh nặng, từ đó đóng cửa không ra, vì thế phủ quốc công hiển hách một thời đã vắng lặng thành như vậy. Tiệc xong, nhàn thế ninh bị một đám nữ quyến lôi đi nói chuyện phiếm. Trước kia cũng từng gặp qua, nhưng chưa bao giờ bắt chuyện, không ngờ đào mắt đã thành người trong nhà, điều này khiến nhan thế ninh thầm than không dứt Đương nhiên, đối mặt với các nàng ngươi một lời ta một câu, nhan thế ninh ứng đối rất thoải mái khuôn mặt bày ra nụ cười khiêm tốn nhã nhặn, dĩ nhiên còn phải pha trộn một chút ngượng ngùng, lời nói vừa phải khéo léo lại vừa không mất đi sự thân thiết. Khen ngợi tam thầm có làn da trắng nõn mềm mại làm người ta hâm mộ biết bao, trông thấy cháu trưởng lại hết sức tán tụng tuổi nhỏ như vậy mà đã rất thông minh, sau này nhất định đạt được công danh, quay đầu lại thấy nhị thẩm yên tĩnh phía sau, toàn thân chả có gì nịnh bợ, liền buông ra một câu nghe nói nhị thầm cũng họ nhan, 500 năm trước cũng là người trong tộc quan hệ rất gần, tóm lại, Tiệc rượu lần này, đối mặt với đám nữ quyến này, Nhan Thế Ninh dốc hết sức phát huy bản chất giả dối của mình ra ngoài. Thật có thể nói là rất khôn khéo. Nhưng mà, lúc các nàng đang nói chuyện, ánh mắt Nhan Thế Ninh lại quét về phía cánh cửa đang đóng chặt bên này. Bùi Cần đã bị gọi vào trong rất lâu rồi. Bên trong cánh cửa, Hương Nhan lượn lờ, một phòng yên tĩnh. Uy Cô Công và Bùi Cần ngồi đối diện nhau, không còn ai khác. Uy quốc Cô công nhìn bùi cần, ánh mắt phức tạp. Bùi cần chỉ cúi đầu, hấp có hấp không uống trà. Chẳng ai mở miệng trước. Ai mở miệng trước người đó sẽ rơi vào thế hạ phong. Khóe miệng bùi cần khẽ nhếch, hắn không vội, có rất nhiều thời gian, còn tiểu sư tử, đám nữ nhân bên ngoài có lẽ nàng cũng ứng phó được. Vậy thì cứ chậm rãi dây dưa đi. Uy quốc Cô công nhìn bùi cần ngày càng thả lòng, con mắt lóe lên chút ánh sáng, rất nhanh lại biến thành thất vọng sau một lúc lâu, rốt cuộc hắn cũng mở miệng phá vỡ sự im lặng. Con không muốn thay đổi vị trí sao? Giọng nói già nua mà đanh thép. Bùi cẩn cười đến mức thong rong, vỗ vỗ ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn dưới thân, nói vị trí này rất tốt. Che giấu hiểu biết, giả bộ hồ đồ. Con đã sớm muốn giải quyết thu nguyệt phải không? Uy cô công theo dõi sắc mặt của hắn, không còn kín đáo nữa. Bùi cẩn ngẩn ra, mỉm cười, Thu Nguyệt là cháu gái của Phạm Thúc, Phạm Thúc rất tốt với con, vốn nghĩ qua một thời gian nữa sẽ nạp nàng làm thiếp, Ai ngờ nàng, nói đến đây, trên mặt bùi tuần lại hiện vẻ bất đắc dĩ, vừa tức giận vừa đáng tiếc. Hỏi một đằng, trả lời một nẻo. Nhưng mà nàng là cháu gái của Phạm Thúc, Phạm Thúc đã từng cứu người, con cũng không truy cứu, dù sao cuối cùng cũng không xảy ra chuyện gì, việc này cứ cho qua thôi. Nói xong, bùi cần lại than nhẹ một tiếng. Uy quốc công trầm mặc, Tối hôm qua Thu Nguyệt bị đuổi về. Sau khi xét hỏi thì hắn đã biết, toàn bộ kế hoạch của hắn đều bị nhìn thấu. Vẫn là hắn đánh giá thấp tên hoàng tử thất sủng này, mà mưu hại chủ tử, là chuẩn bị dẹp chuyện để yên thân rồi. Mà Thu Nguyệt lão phạm đã cứu mạng hắn, cho nên dù nó phạm tội như vậy, hắn cũng sẽ không xử tử nó. Thật sự là mưu kế hay. Uy cô công cũng than một câu, nhưng không nghe ra chút cảm xúc nào. Bùi Cần không đáp chỉ uống trà. Có một số việc hiểu trong lòng là được rồi, nói ra rất thiếu khả năng thưởng thức cái đẹp. Chỉ có điều, giọng điệu uy quốc công đột nhiên tăng cao, chẳng lẽ con không muốn báo thù cho mẫu phi sao? Lòng bùi cần ngây ra, sao bỗng nhiên lại hỏi chuyện này? Bùi cần vạch trần âm mưu của hắn, lại che giấu âm mưu của hắn, chỉ đem hết mọi thứ chuyển lên người một nha hoàn có tâm địa ác độc nổi máu đố kỵ. Uy quốc công lấy ra một phong thơ từ trong tay áo, thâm trầm nói giữa trưa nay ta phát hiện thứ này trước cửa thư phòng bùi cần vừa mở ra đã run sợ người giết chân quý phi là hoàng hậu phía dưới là nguyên nhân cái chết của chân quý phi trong nháy mắt bùi cần nghĩ tới bắt đầu chết tiệt run sợ lại áp chế xuống bùi cần kinh hoàng nói đây đây uy Cô công nói ta đã sớm hoài nghi nguyên nhân cái chết của chân nhi nhưng vẫn cha không ra không ngờ sẽ là thế này mẫu phi con đối đãi với con không tệ, con phải báo thù cho nó. Bùi Cần nắm thành quả đấm, suy nghĩ nhanh chóng chuyển động. Một kế bất thành lại sinh ra một kế, Uy Quốc công buộc hắn phải đối phó với hoàng hậu. Con sẽ tra kỹ việc này. Cuối cùng, Bùi Cần nói. Uy Quốc công quan sát hắn thật lâu, ánh mắt như muốn xuyên qua da thịt đến tận xương tùy. Đừng làm kẻ vong ân phụ nghĩa. Trong nháy mắt, Bùi Cần như ăn phải một loại ruồi bỏ ghê tởm đến khi bùi cần đi khỏi con thứ ba của uy quốc công phạm minh thực đi ra từ sau bình phòng cha rốt cuộc là bùi cần có thể cho chúng ta sử dụng hay không uy quốc công lắc đầu chúng ta có cần ánh mắt phạm minh thực lộ ra vẻ ngoan độc không cần hắn biết rõ âm mưu của chúng ta cũng không nói ra là đang nhắc nhở chúng ta không được manh động nhưng chủ yếu là hắn đã khiến chúng ta hết hy vọng hắn thật sự không có ý nghĩ gì với ngôi vị hoàng đế chúng ta nên làm gì bây giờ? Uy Quốc Công im lặng sau một lúc lâu, nói im lặng theo dõi thôi. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www full net Trường 17, bánh bao hoàng liên không thể không có vị. Bùi Cẩn và Nhan Thế Ninh từ trong phủ quốc công đi ra chui vào xe ngựa, đều tự thở phào nhẹ nhõm, sau đó nhìn nhau cười. Nhan Thế Ninh nhìn thấy khóe mắt Bùi Cẩn có chút mệt mỏi, hỏi các người ở bên trong nói gì vậy bồi cần kéo kéo thắt lưng nói chỉ là việc nhà việc nước thôi nhàn thế ninh thấy hắn không muốn nhiều lời cũng không hỏi nữa dù sao nàng cũng có thể đoán ra được chuyện bọn họ nói sẽ không ngoài thu nguyệt và đoạt vị đến khi hai người trở về phủ thì trời cũng đã tối đen như mực nhàn thế ninh mệt mỏi cả ngày ngay nha hoàn nói nước ấm đã chuẩn bị xong liền đi rửa mặt mà bùi tần lại mài đao xoèn xoẹt đi về phía phòng thuốc của bác đầu. Bác đầu đang cởi y phục chuẩn bị đi ngủ, nghe thấy tiếng người đi vào, vội vàng xoay người lại, ai ngờ lại bị một phát tóm lấy vạt áo. Là người đưa tin, bùi tần nhìn hắn, đôi mắt vô cùng lạnh lẽo. Nghe nói hai người bùi tần bị phủ quốc công mời đến, bác đầu liền biết việc này không thể che giấu được nữa, cho nên cũng đã có sự chuẩn bị cho cơn thịnh nộ của bùi tần. Hắn kéo rất tay của bùi tần, vút lại vạt áo, nói, đã biết còn hỏi làm gì. Bùi cần thấy hắn tự tiện hành động mà còn bình tĩnh ung dung như vậy, giận đến mức bật cười, sau khi cười xong cũng môi ngoài đôi chút, ngồi xuống ghế dựa, không hề nói chuyện, chỉ nhìn hắn. Bắt đầu bị nhìn đến phát cáo, nói, ngươi chậm chạp không hành động, ta chỉ có thể mượn tay người khác mà thôi. Uy cô công yêu thương chân quý phi nhất, nếu biết hoàng hậu là thủ phạm, nhất định sẽ nghĩ cách đối phó bà ta. Bùi Cần nghe ra ý tại ngôn ngoại của hắn, từ chối cho ý kiến cười nói, mưu tính của ngươi rất khá, đáng tiếc là vẫn phải đi một vòng tròn. Khi ngươi muốn mượn đao giết người, người khác cũng mượn đao giết người. Bắt đầu, ngươi lại cho uy quốc công cơ hội buộc ta phải hợp tác đối phó với hoàng hậu. Bắt đầu nhìn ánh mắt sáng rực của hắn, lòng cứng lại, có chút dao động, nhưng rất nhanh ánh mắt lại trở nên kiên quyết, như vậy cũng tốt, ngươi cứ hợp lực với uy quốc công đối phó hoàng hậu đi. Bùi cần thấy chấp niệm của hắn sâu như vậy, vỗ chán, lúc trước ngươi để cho ta và Uy Quốc Công hợp tác với nhau, lúc đó ngươi không biết Uy Quốc Công có toàn tính khác thì thôi, bây giờ ngươi cũng biết chuyện tuyệt tử tán, vậy mà ngươi vẫn để ta hợp tác với bọn họ, huống chi, ngươi nên hiểu tính cách của ta, ta không thích người khác khống chế mình làm việc. Thù của chân quý phi ta sẽ báo, nhưng ta sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào gây trở ngại cho ta. Bắt đầu hít sâu một hơi, im lặng, sau một lúc lâu lại hỏi, cho dù là uy quốc công lợi dụng ngươi thì sao, ngươi lại không thể lợi dụng ông ta sao? Ông ta xem ngươi là con dối, chẳng lẽ ngươi cũng mặc kệ sao? Với tài trí của ngươi, cho dù là uy quốc công đa mưu túc trí, đợi đến lúc đó hưu chết về tay ai cũng chưa biết đâu. Ngươi muốn ta bí quá hóa liều sao? Bùi cần cười đến mức đùa giỡn. Có gì là không được? Bác đầu đáp dứt khoát. Bùi cần sau khi ngửa mặt lên trời, cười nói ta không thích có bất cứ chuyện gì nguy hiểm cả. Thật không, lúc bắt đầu nói lời này mặt vẫn không chút biểu cảm, nhưng lại lập lè dưới ánh nến, khiến người ta tự dưng có cảm giác rất quỷ mị, còn giống như mang theo chút diễu cợt. Bùi cần rất nhạy cảm, nhìn ánh mắt của hắn mang theo sự tìm tòi nghiên cứu. Bắt đầu từ trong bong dâm đi ra, nhìn bùi cần nói, người không thích có bất cứ chuyện gì nguy hiểm, vậy thì lúc trước vì sao lại cứu ta? lời này vừa nói ra, bầu không khí như ngưng lại. Bắt đầu năm đó, cả nhà bị tịch thu tài sản giết hết người phạm tội, là Bùi Cần đã cứu hắn từ trong biển lửa, sau đó che giấu cho hắn tới bây giờ. Bùi Cần hành động lần này là chống lại triều đình. Bắt đầu nhìn hắn hồi lâu không đáp, khóe miệng khẽ cong lên, giống như là sự đắc ý khi nhìn thấu được thiên cơ, người nói người không quan tâm đến ngôi vị hoàng đế. Nhưng vì sao ngươi phải cứu một tội nhân như ta, Chẳng lẽ chỉ là vì năm đó ta đã cứu ngươi một mạng sao? Bùi cần, người quá cẩn trọng, sẽ không vì lý do đó mà cứu ta. Người cứu ta, thật ra là vì vàng bạc mà thịnh gia ta đã cất giấu thôi. Có những thứ đó, người có thể chống lại bọn tư sản, mới có thể giành lấy ngai vàng quý báu đó. Bắt đầu nhìn bùi cần chỉ cười mà không đáp, trong lòng có chút bất an, nhưng hắn vẫn nói tiếp những lời này hắn đã giấu trong trong lòng từ lâu lắm rồi. Thái độ của bùi cần tùy chung vẫn không xác định được, khiến hắn càng đem bất an, hắn muốn nói ra hết mọi chuyện, hắn muốn bùi cần cho hắn một câu trả lời. Nhưng mà, cho dù ngươi cứu ta chỉ vì của cải thịnh ra, ta vẫn nguyện ý hai tay dâng lên, chỉ cần ngươi giúp ta trừ bỏ đám người của hoàng hậu, ta bằng lòng dồn hết tất cả để tương trợ. Nói xong, bắt đầu nhìn chăm chăm bùi cần, không buông tha bất kỳ biến hóa cảm xúc nào của hắn. Nhưng mà, bùi cần vẫn không nói gì chỉ đón lấy ánh mắt của hắn không né tránh khóe miệng khẽ nhích trong phòng lại một hồi yên tĩnh lách tách bỗng nhiên bên ngoài trời đổ mưa chút xuống mái hiên phát ra những âm thanh tí tách gió thổi qua một giọt mưa bị thổi vào đáp trên mặt bùi cần hắn nhẹ nhàng lao đi đứng lên đóng cửa sổ lại sau đó xoay người cười nói nếu như ta nói ta cứu ngươi thật sự chỉ vì ngươi đã cứu ta thì sao Bắt đầu ngẩn ra hắn muốn nhìn ra thật giả trong giọng điệu và dáng vẻ của bùi cần nhưng kết quả vẫn là phí công người này chính ta khó phân thật giả khó đoán là người khó nhìn thấu nhất trong những người hắn đã biết ngoài ra người của thịnh gia đã chết hết rồi người là bác đầu đừng quên bùi cần nói xong khẽ cười bác đầu đứng tại chỗ thật lâu vẫn không thể nhúc nhích được mặc dù bùi cần cười rất ôn hòa lời nói cũng rất hờ hững nhưng lại làm cho hắn có một loại cảm giác bị áp bách khó hiểu. Loại cảm giác này tựa như, tựa như, quần lâm thiên hạ, người làm chủ thiên hạ vậy. Đột nhiên hắn cảm thấy, mình nên sửa chữa một chút. Khổ, có chuyện này ta muốn nói với ngươi. Chuyện gì? Về sau ta đã nghiên cứu kỹ hơn, phát hiện ra độc âm quỳ trong cơ thể Vương Phi không cần phải đợi đến nửa tháng, bảy ngày là được rồi. Vẻ mặt của bác đầu có hơi mất tự nhiên. Bùi cần hí mắt nhìn kỹ, bỗng nhiên tiến lên nắm chặt vạt áo hắn một lần nữa, hóa ra là ngươi cố tình gạt ta. Bùi cần nhìn trời, không phải hắn cố ý, là hắn đặc biệt cố ý, ai bảo không có chuyện gì lại chạy tới đây gây sự làm gì. Bùi cần thấy thế, hung hăng đấm hắn một quyền quá đáng giận mà. Người đối với Vương Phi quả thật là không bình thường, bác đầu ôm ngực nói. Lúc này bùi cần mới nở nụ cười chân thật, tất nhiên rồi bác đầu hít sâu một hơi nói chẳng trách năm đó ngươi lại bày mưu với doanh tiểu thư bùi cần ngẩn ra sau đó nói đó không phải là ta bày mưu thật ra ta rất muốn biết sốt cuộc là nàng ta chết như thế nào bùi cần cười chờ sau khi ngươi chết nếu gặp được nhau dưới âm tàu địa phủ có thể hỏi nàng ta rồi nói xong đẩy cửa đi ra sáu năm trước diên đế chỉ hôn bùi cần cưới đích nữ tôn ngọc doanh của lại bộ thượng thư trong yến tiệc bùi cần luôn bắt chuyện trước nhưng tôn ngọc doanh vẫn luôn lạnh nhạt sau vài lần tiếp xúc vẫn là như vậy rất nhanh bùi cần đã biết nguyên nhân tôn ngọc doanh lạnh nhạt như vậy đó là nàng ta muốn làm hoàng hậu gả cho một hoàng tử không được sủng ái rất không cam lòng sau khi bùi cần hiểu rõ bình tĩnh ung um dung giữ khoảng cách sau đó vào một ngày nọ bùi cần cùng lại bộ thượng thư đi ngang qua tử trúc lâm vô tình phát hiện ra tôn ngọc doanh đang dụ dỗ bùi trương sau đó Tôn Ngọc Xoanh đột nhiên mắc bệnh hiểm nghèo, không qua vài ngày đã hương tiêu ngọc vẫn. Bùi Cẩn đi qua hành lang, nỗ lực nhớ đến bộ dáng của Tôn Ngọc Xoanh, nhưng lại nghĩ đến câu nói của lại bộ thượng thư cảm tả cửu điện hạ đã vì lão phu che giấu chuyện này trước mặt bệ hạ, ngày sau cửu điện hạ có việc gì cần cứ nói. Bùi Cẩn nhìn màn mưa dày đặc, cười buồn bã. Đó thật sự không phải là mưu kế của hắn, hắn chỉ biết tin này sau khi thượng thư đại nhân mất mà thôi hắn chỉ muốn từ chối hôn sự này thôi, cũng không ngờ thượng thư đại nhân lại buộc con gái nhà mình phải tự sát. Còn về vị thất ca của hắn, trong mắt hắn ta, phụ nữ trong thiên hạ chỉ chia làm hai loại, một là loại có thể lợi dụng được, hai là loại không thể lợi dụng được. Mà Tôn Ngọc Doanh rất đáng tiếc là loại thứ hai, cho nên đối với cái chết của nàng, căn bản là hắn ta chưa từng để trong lòng. Kẻ mãn nguyện, thường vui vẻ. Bùi cần nói xong những lời này liền đẩy cửa vào phòng ngủ sau đó ôm trầm lấy nhan thế ninh đang ăn điểm tâm trên giường. Hi hi, còn bốn ngày nữa thôi. Nhưng lúc hắn sắp hôn lên mặt nàng. Nàng đã rửa mặt xúc miệng rồi sao trên mặt vẫn còn son phấn vậy hả? Nàng bôi phấn lên cổ làm gì? Nhan thế ninh nhìn hắn le lưỡi, cười gian xảo. Bùi cần hiểu ra, trong mắt híp lại, khóe miệng nhếch lên, nắm lấy mắt cá chân của nàng kéo lại gần, bồng lên, vừa đúng lúc, vi phu vẫn chưa rửa mặt, chúng ta tắm nguyên ương đi. Trong phút chốc, khuôn mặt nhan thế ninh đã tái mét. Bùi cần ngậm bi thương, cười nói, cái này gọi là đạo cao một thước, ma cao một trượng. Oái, nhan thế ninh ôm lấy cột giường, sống chết không chịu buông tay. Bùi cần thấy bộ dạng nàng mím miệng rất đáng thương, buông tay, không tắm chung cũng được, nàng hãy ngoan ngoãn rửa sạch son phấn trên mặt đi. Nhan thế ninh như được đặc đá, vội vàng xuống giường chạy đi rửa mặt. Bùi cần dối dám lắc đầu, vẫn còn bốn ngày. Quá dài đi. Nếu không phải sợ chơi lửa có ngày chết cháy, hắn đã sớm kéo nàng đi tắm uyên ương rồi. Nghĩ nghĩ, hắn lại đứng dậy đi đến bàn trang điểm bên cạnh, vơ hết toàn bộ phấn son dầu mỡ trên đó hừ hừ, ta xem sau này nàng còn bôi cái gì nữa. Nhàn thế ninh bó chặt chăn, nằm sấp ngủ, mặt xoay vào trong, cũng không đem nhìn khuôn mặt đáng đánh đòn của người kia. Bùi cần chống đầu, cười nói, nàng nằm sấp như vậy, ngực bị đè bằng phẳng hết rồi kìa. Nhàn thế ninh giả chết không đáp lại. Bùi cần kéo chăn qua, di chuyển đến, cuốn nàng lại gần, một tay tiến vào trong áo lót. Cuối cùng, bùi cần chui vào trong ngậm chặt chỗ mềm mại của nàng. a à, phụt, nàng bôi cái gì lên đó vậy? Nhàn thế ninh nhìn hắn nhảy xuống giường tìm nước, cười đến mức dạng rỡ không có gì, hoàng liên thôi. Hừ, nàng đợi đấy. Bốn ngày sau, xem ta trừng phạt nàng thế nào. Nhàn thế ninh nhìn bộ dáng hồn hình của hắn, cười sằng sặc không dứt thậm chí đêm hôm đó đã mơ một giấc mơ rất đẹp. Nhưng mà, đến khi một ngày lại một ngày trôi qua, nàng phát hiện ra, ánh mắt của thằng nhãi bùi cần này càng lúc càng tả ác. Có vẻ như, dường như sắp xảy ra đại sự gì đó. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio chương 18, tên phá của trầm mê nữ sắc. Mấy ngày nay, Bùi Tuấn Đích thực đã cảm nhận được cái gì gọi là sống một ngày như bằng một năm, hắn bóp tay đếm qua từng ngày, thế nên đợi đến ngày trung thu tháng 8 thì hắn lại nảy sinh ra một loại cảm giác không chân thật. Bắt đầu, là hôm nay phải không? Sáng sớm, Bùi Tuấn đã chạy đến phòng thuốc hỏi bắt đầu. Bắt đầu im lặng nhìn hắn, không đáp lại. Mỗi ngày ngươi đều tới hỏi một lần là muốn náo loạn hả? bùi cần tự nhếch mép cười chưa từng thấy dáng vẻ im lặng của bác đầu đợi đến khi một bình xứ được đưa tới mới hồi hồn đây là gì mở ra thì thấy bên trong là những viên thuốc màu nâu thuốc ngừa thai bác đầu đáp bình nhỏ trong tay đột nhiên nặng hơn nụ cười trên mặt bùi cần cũng cứng đờ bác đầu liếc nhìn hắn nói nếu ngươi đã không quan tâm đến vị trí kia nhất thời cũng không cần nóng lòng có con đâu nhỉ hoàng tử có liên quan đến ngôi vị hoàng đế, hoàng hậu hạ âm quỳ là vì để nhan thế ninh khó có thể sinh con nối dõi, thế nên nếu nhan thế ninh thật sự mang thai, chỉ sợ sẽ gặp phải nguy hiểm. Điều đó làm sao bùi cần không biết. Nhìn bùi cần chậm rãi cất bình xứ, bắt đầu lại sâu kín nói thêm một câu, quên nói với ngươi, thu có ba phần độc, dùng một thời gian dài sẽ gây tổn hại cho cơ thể. Trong phút chốc khuôn mặt bùi cần liền sệ xuống, trầm tĩnh nói, ngươi cố ý sớm không nói muộn không nói, lại chờ sau khi hắn đợi cả một thời gian dài rồi đổ một gáo nước lạnh lên đầu hắn, thật là quá tàn nhẫn. Bắt đầu không đếm xìa tới ánh mắt ai hoán của hắn, cầm lấy bột thuốc đã nghiền xong không chút biểu tình bay đi. Vẻ mặt buồn bực trở về phòng, nhìn thấy nhan thế ninh đang xoa cần cổ đi ra, vừa đi vừa hung hăng trợn mắt nhìn hắn. Chỉ như vậy bùi cần lại nở nụ cười. Hi hi, đêm qua hắn lại dày vò nàng đến nửa đêm, kìm lòng không đậu đã mút vài vết đỏ lên cổ nàng. Nghĩ đến giọng nàng thờ dốc ở dưới thân mình xin khoan dung, bùi cần lại cảm thấy một thứ gì đó lại thức tỉnh. Khổ, thật sự là nghẹn đủ lâu rồi. Huynh còn cười à, cùng Yến Trung Thu hôm nay Huynh bảo ta lấy gì che đây. Nhàn Thế Ninh nói, đi đến cạnh bàn, bưng chén cháo gà xé sợi đã để nguội lên uống, uống được một nửa cảm thấy không có khẩu vị lại đặt xuống. Mặc một bộ cao cổ là được rồi nói xong bùi cần cảm thấy hơi đói thuận tay cầm nửa chén cháo lên uống nhàn thế ninh trợn mắt này cái đó ta uống qua rồi bùi cần liếm môi dưới cười đến mức yêu nghiệt nước bọt sao chút nước bọt ấy vốn không đủ để nhắc đến nhàn thế ninh nghĩ đến mỗi đêm hắn đều hôn mình thiếu chút nữa nghẹt thở xấu hổ đỏ mặt không nói gì nữa đợi chút quan trọng không phải là nước bọt một vương gia như huynh mà lại ăn cơm thừa của phụ nữ mới là chuyện quan trọng đó. Lúc này ngoài cửa có nha hoàn bẩm báo, vương gia, vương phi, tô thị mang y phục đến rồi. Tô thị may y phục ngoại trừ y phục của cung đình thì bà là người may y phục đẹp nhất thiên hạ. Đương nhiên, lúc nào đó hắn ta lại muốn may một xiêm y cao hơn cả cung đình. Tỷ như hiện tại, bồi cần lấy ra một xiêm y trong hộp gỗ tinh xảo, nói đến thử xem có vừa người không nhàn thế ninh nhíu mày đây là của ta sao bùi cần cười nói chẳng lẽ của ta nhàn thế ninh run run mở ra chỉ thấy một dài tơ lụa hoa lệ màu xanh nhạt khẽ động liền giống như ngàn sóng giao động lại vì màu sắc hơi chìm tránh khỏi phô trương quá mức nên chỉ còn lại sự xa hoa khiêm tốn những đường thêu cạnh góc vừa tinh xảo vừa trong sáng làm cho cả bộ xiêm y càng thêm thanh nhã nhàn thế ninh chưa bao giờ thấy bộ xiêm y nào đẹp đến vậy dù là cố gắng kiềm chế nhưng kinh diễm trong đôi mắt vẫn không thể nén được bùi cẩn thấy thế cười nói đây chỉ là bộ thứ nhất sau này sẽ còn rất nhiều nhan thế ninh ngẩng đầu ánh mắt nghi ngờ bùi cẩn không muốn nhiều lời chỉ nói nhanh thay đi cùng yến đêm nay nàng sẽ mặc bộ này nhìn nhan thế ninh mừng khấp khởi chạy vào phòng thay y phục lòng bùi cẩn ấm áp ngơ ngứa hắn lẩm bẩm ta đã nói rồi một ngày nào đó ta sẽ cho nàng một bộ xiêm y đẹp nhất trên đời. Lúc đó, Nhan Thế Ninh 12 tuổi, không giống lúc 6 tuổi chỉ biết ăn chơi và ngủ, lúc nàng đi qua phường may y phục thì bước chậm lại, trong mắt là sự khát khao dễ nhận thấy. Nhưng khi đó Dung thị không cầm bạc từ kinh thành đưa tới, số bạc bà kiếm cũng chỉ đủ để duy trì được chi tiêu trong nhà, không thể mua sắm bất cứ thứ gì khác, cho nên Nhan Thế Ninh chỉ có thể mặc những bộ quần áo mộc mạc mà thôi. Mà lúc đó Bùi Cần chưa được phong vương, không nhà không tiệm, chỉ có tiền tiêu vặt hàng tháng, mà số tiền đó cũng đã sớm dùng để mở rộng mối quan hệ rồi, không còn cách nào để trích ra mua những bộ quần áo ấy được. Nên hắn chỉ có thể nói, cô cứ chờ đi, một ngày nào đó, ta sẽ cho cô siêm y đẹp nhất trên đời này. Đương nhiên lúc đó Nhan Thế Ninh nghe vậy chỉ là nhanh nhẹn liếc mắt, ai thích chứ? Nhan Thế Ninh cài một cái cúc áo long phượng cuối cùng trên cổ, vừa muốn xoay người đã phát hiện bùi cần đang dựa vào cửa ôm tay cười đến mức khụ khuôn mặt nheo nheo huynh vào lúc nào vậy nàng cả kinh nói không cần phải khẩn trương như vậy cũng không phải là chưa nhìn thấy đâu chỉ nhìn sờ cũng đã sờ rồi nói xong bùi cần rất bị ổi xoa xoa tay nhàn thế ninh nổi hết da gà vẫn nên chuyển đề tài bộ y phục này huynh dặn người ta làm cho ta bùi cần gật đầu Vậy làm sao huynh biết số đo của ta? Bộ y phục này cũng thật vừa vặn. Bùi cần tiếp tục xoa tay, ta nói rồi, ta đã sờ hết rồi, làm sao không biết số đo của nàng? Đi chết đi. Hi hi, bùi cần tiếp tục cười bị ổi. Trong lòng nghĩ biết rằng số đo của nàng quá đơn giản, lấy quần áo của nàng so ra chẳng phải sẽ biết sao. Vô duyên vô cơ lại may xiêm y cho ta làm gì? Sau khi bình tĩnh lại, nhan thế ninh ngồi xuống hỏi. Bồi cần nhíu mày, nói thẳng thì những bộ khác của nàng xấu quá, ta sợ nàng vứt hết thôi. Nhàn Thế Ninh cười chen vào, vậy cũng thật là ái náy. Nói hay lắm, bổn vương từ trước đến giờ vẫn rất khoan dung. Nhưng mà, Nhàn Thế Ninh nghĩ hắn, nói, y phục này rất quý đúng không? Y phục của Tô Thị May trước giờ luôn đắt đỏ, lần trước Nhan Thế Tịnh đặt mua một bộ mà tốn cả gần nửa năm bổng lộc của Nhan Chính, mà bộ xiêm y này vừa thấy đã biết là tốt hơn bộ kia của nhan thế tịnh nhiều. Ái Phi đang tiếc bạc thay cho Vi Phu sao? Không cần không cần, chỉ cần Ái Phi vui vẻ, Vi Phu có táng ra bại sản cũng bằng lòng. Bùi Cần nói rất hùng hồn. Nhan Thế Ninh rất nghi ngờ, chẳng lẽ Bùi Cần có rất nhiều tiền. Nhưng theo nàng biết thì gia sản của Bùi Cần cũng không có bao nhiêu. Mà lúc tin tức bùi cần một lần tiêu hao tiền tích góp trong ba năm để đặt mua quần áo trang sức cho nhan thế ninh truyền vào tai những người khác, phản ứng của mọi người đều không giống nhau. Nhan chính cảm thấy rất nhức nhối. Nhan thế tịnh thèm muốn ghen ghét. Thất phương cười lạnh, trầm mê nữ sắc, tên phá của. Mà bên trong thâm cung, người đàn ông mặc quần áo màu vàng sáng nghe xong lời bẩm báo, cười như không cười đứa con này của ông càng ngày càng không thể nhìn thấu rồi. Tiêu hết tiền bạc rốt cuộc là nó muốn làm gì đây? Bồi cần không muốn gì cả, hắn chỉ muốn làm cho nhan thế ninh thật đẹp, áp đảo tất cả, đặc biệt là lại được một tay hắn tạo ra. Cho nên lúc hắn mang nhan thế ninh tiến cung, nhìn những ánh mắt kinh diễm xung quanh, hắn cười đến mức dịu dàng ấm áp. Đương nhiên, nhan thế ninh cũng cười rất sụt rè. Váy dài màu xanh nhạt làm lộ ra dáng vẻ thướt tha mềm mại của nàng đóa hoa màu vàng nhạt được thêu trên nền bạc của chiếc áo càng làm nổi bật lên làn da trắng ngần trong suốt, cùng với cây châm ngọc bích cài lên mái tóc đen mượt, trong mắt mọi người chỉ cảm thấy nhan ra đại tiểu thư khép kín ở góc phòng ngày xưa đã thay ra đổi thịt, biến thành một người khác. Các vương tôn quý tộc trẻ tuổi khác thì trợn trừng hai mắt, không thể tin được. Những danh môn khuê tú thì thầm cắn răng, nắm chặt khăn tay. Từ khi nhan thế ninh đến kinh thành vẫn luôn khiêm tốn chịu đựng, bỗng dưng trở thành tiêu điểm của mọi người, lòng lại có chút khẩn trương. Có trời mới biết hôm nay nàng chỉ muốn làm một bức tường, vui chơi ăn uống cho hết buổi tiệc mà thôi. Ai ngờ bùi trần lại làm nàng thành cái bộ dạng như vậy, tuy là rất đẹp, nhưng nhưng đó không phải là tác phong trước giờ của nàng mà. Nhưng mà cho dù lòng nàng có khó chịu muốn chết thì vẫn trương ra vẻ mặt bình thản ung dung như thường. Bùi trương từ rất xa đã trông thấy bọn họ, sau khi hai mắt sáng lên liền đi tới đối diện. Mấy ngày không gặp cửu đệ sôi nổi hơn nhiều rồi, thật sự là người có việc vui thì tinh thần cũng sảng khoái hơn. mặc dù bùi trương nói bùi cần, nhưng ánh mắt lại vô ý dừng trên người nhan thế ninh, trong mắt còn có chút hối hận mơ hồ. bùi cần nhìn vào mắt cười đến mức tự nhiên, thất ca nói phải. nhan thế ninh nghe hai huynh đệ bọn họ bằng mặt không bằng lòng nói chuyện, chỉ cảm thấy thật không thú vị, liền sang bên cạnh đứng. đột nhiên phát hiện váy của mình bị kéo cuối đầu chỉ thấy một đứa bé trai mặc quần áo màu vàng nhạt không biết từ đâu chui ra nó đang dùng đôi tay nhỏ bé lôi kéo mình nhàn thế ninh vừa trông thấy đã rất yêu thích đứa bé này khoảng 2-3 tuổi trắng trẻo mập mạp đôi mắt tròn căng đang nhìn chằm chằm nàng miệng còn gọi y y ai vậy nhỉ nhàn thế ninh còn chưa kịp hỏi từ trong bụi hoa lại có thêm một bé gái chạy tới lúc đến trước mặt nàng liền kéo đứa bé kia ra còn hung hăng nói trốn mèo ngươi lại chạy loạn, không nghe lời. Đứa bé trai không đứng vững, đặt mông ngồi xuống đất. Trên đất là một bụi cỏ, mông của nó lại mềm, ngã cũng không đau, nhưng nghe giọng điệu giáo huấn của cô bé thì lại mím mím môi khóc lên. Vừa khóc liền thu hút sự chú ý của bùi cẩn. Tiểu thập tam, hắn đi đến ôm lấy đứa bé, phủi bụi trên quần áo của nó, sao đệ lại ở đây? Nhàn thế ninh chợt ngẩn ra, đứa nhỏ này là đệ đệ bé nhỏ của bùi cẩn, Thập Tam hoàng tử, Bùi Kha. Trời ơi, lần trước tiến cung Thỉnh An, La phi mang thai không tới, cho nên Nhan Thế Ninh cũng không thấy mẹ con nhà này. Vân Tuệ, Bùi Trương thấy cô bé thì lạnh lùng quát lên một tiếng. Cô bé liền thu hồi lại dáng vẻ kiêu ngạo, "Phụ, phụ vương." Lúc này lại có mấy phu nhân chạy tới, dẫn đầu là mẫu phi La thị của hoàng tử Thập Tam và thất vương phi Cố thị. La phi thấy tiểu Thập Tam không có chuyện gì, thở phào nhẹ nhõm. Sao con lại chạy loạn như vậy? Không phải đang chơi với tiểu vân tuệ sao? Hóa ra ban nãy bà ấy đang đưa tiểu thập tam ngắm cảnh trong hoa viên, tình cờ gặp thất phương phi mang theo bùi vân tuệ, thế nên để cho hai đứa bé cùng nhau chơi đùa, bọn họ lại nói chuyện phiếm với nhau, dù sao cũng có nha hoàn trông chừng. Ai ngờ không được bao lâu, hai đứa bé chui vào trong núi giả lại không thấy trở ra, làm cho bọn họ quính cả lên. Đánh, đánh tiểu thập tam nhìn bùi vân tuệ mím miệng nói nó rất muốn cáo trạng nói ban nãy cô ta đã đánh nó nó muốn trốn nên mới chạy lung tung nhưng nó nói chuyện lại không được rõ ràng vì thế chỉ có thể trợn mắt mà nhìn đúng là oan ức mà tiểu vân tuệ là chứng thối lúc nào cũng cõng lên người đánh nó hu hu bùi vân tuệ nói chuyện lưu loát hơn nó nhiều thấy nó cố gắng cáo trạng mình chừng mắt hạnh cả giận nói ngươi nói lung tung không có tiểu thập tam sợ đến mức rút vào lòng bùi cần. Nhàn thế ninh cảm thấy hỗn độn, đều là đứa bé ba tuổi, sao lại có khác biệt lớn đến vậy chứ? Cùng là hoàng tử, sao lại tranh lệch lớn đến vậy? Tiểu thập tam, ngươi thật sự không phải là kinh sợ bình thường đâu. Trường 19, canh hai chủ nhân gặt hái thành công. Nhàn thế ninh liếc nhìn La Phi, khi bắt được sự yêu sầu trong mắt bà thì cảm thấy căng thẳng, hiểu ra đây cũng là nỗi bi ai của người không có địa vị. Sau một phen hỗn loạn, mọi người giải tán. Tiểu thập tam thấy nữ ma đầu bị ôm đi, đầu mới ló ra. Kha Nhi, xuống đây, đừng quấn lấy cửu ca nữa. La Phi nói. Tiểu thập tam vặn vẹo thân hình bụ bấm, không nhúc nhích. Không sao, cứ để Nhi thần bế đi. Bùi cần lơ đánh, sau đó nói, để ấy vẫn chưa nói được sao. La Phi gật đầu, sầu lo trong mắt càng nhiều. Tiểu thập tam đã ba tuổi nhưng vẫn không nói được quá hai chữ. trong cung đã có lời đồn thập tam hoàng tử là một kẻ ngốc. vốn diên đế có được đứa con nhỏ này nên rất thích thú, có dạo rất sủng ái bà. sau đó thấy đứa nhỏ này cứ ngu ngu ngốc ngốc nên cũng lạnh nhạt dần, rất ít khi trở lại. bồi cần xoa đầu tiểu thập tam, an ủi, nương nương không cần lo lắng. nhi thần thấy tiểu thập tam rất thông minh, chỉ tạm thời chưa nói được thôi. la phi thở dài cũng không nói gì. Nhàn Thế Ninh nhìn tiểu thập tam ngoài người lên vai Bùi Cẩn, ánh mắt sáng long lanh. Bùi Cẩn thấy vẻ hưng phấn của nàng, cười mà không nói, thầm cân nhắc trong lòng, xem ra tiểu sư tử rất thích trẻ con đây. Đương nhiên, trong lòng Nhan Thế Ninh lại nghĩ, đứa bé này thật là ngốc nha, ngốc mới đáng yêu, muốn bắt nạt là bắt nạt thôi. Oa, wow. hóa ra cung yến vào ngày hội Trung thu sẽ được tổ chức ở ngoài sân nhan thế ninh nhìn vầng trăng sáng treo trên cao, người thấy mùi đan quế thoang thoảng, lại được uống rượu ngọt, có rượu trái cây, lại nghe giọng hát truyền đến từ trong đình trước mặt, chỉ cảm thấy vô cùng thích thú. Tất nhiên nếu hai người bên cạnh đừng không có việc gì cũng lườm nàng thì tốt rồi. Bên trái nhan thế ninh là bùi tần, lúc này hắn đang trò chuyện với một vị vương tôn quý tộc nào đó, mà ngồi phía bên phải của nàng là nhan thế tịnh, bên phải nhan thế tịnh lại là thái tử thật ra luận về tư chất phai vế, hiện nay nhan thế tịnh vẫn không có tư cách ngồi chỗ này, dù sao cô ta vẫn chưa phải là thái tử phi. Nhưng hoàng hậu nương nương nói, không gặp nhan thế tịnh nhiều này rồi nên rất nhớ, vậy cứ để nhan thế tịnh ngồi chỗ này đi. Vì thế, nhan thế tịnh bắt đầu giả vờ ngượng ngùng đến ngồi ở đây. Bức tranh tranh thật đẹp biết bao, thật ra ai cũng đã quá hiểu chuyện của thái tử và nhị tiểu thư nhan ra đã sớm như đinh đóng cột, không thể thay đổi được nữa. Nhưng lúc này Nhan Thế Tịnh đã không còn sự kiêu ngạo và vui sướng khi được ngồi chỗ này, bởi vì cô nàng phát hiện ra trang phục cô ta đã chuẩn bị vài ngày nay lại không bằng nửa phần người tỷ tỷ mà cô ta vẫn luôn khinh thường kia. Dùng mạo của hai người vốn không phân cao thấp, trước kia cô ta cũng nhờ trang điểm phục sức mới hơn nàng một bậc, bây giờ, bây giờ, hừ. Thật là buồn cười. Cô ta không còn là tiêu điểm của toàn cảnh nữa người ta nhìn nhiều hơn lại là cửu vương phi ung dung hoa lệ mà khiêm tốn bên cạnh cô ta đây. Thậm chí ngay cả thái tử, cô ta cũng đã nhiều lần phát hiện hắn hữu y vô ý nhìn về phía nàng. nhan thế tịnh tức điên lên, nhưng cô ta cũng biết rõ đây là nơi nào nên cũng đành cố gắng nhịn xuống cơn giận của mình. Sau đó hơi như người ngăn cản tầm mắt của hắn, cười dịu dàng, thái tử ca ca, huynh ăn cái này đi. Được được, không nhìn thấy được nhan thế ninh, thái tử có chút mất mát, nhưng cũng tỉnh táo trở lại sau đó khẽ cười với nhan thế ninh nói nàng cũng ăn đi nói xong liền quay đầu xem hát không có bất kỳ lưu luyến nào nữa nhưng trong đầu của hắn vẫn chỉ hiện ra một cảnh kia nhan thế ninh cảm thấy ngột ngạt mở bớt cúc áo trên cổ bẻ cổ áo xuống sau đó lộ ra gần cổ trắng ngần và một vết đỏ trên đó tất nhiên hắn biết vết đỏ này có ý nghĩa gì cho nên bụng dưới lại nóng lên bên này nhan thế ninh phát hiện hai người rốt cuộc cũng không nhìn mình nữa nhẹ nhàng thở ra bị người ta nhìn chòng chọc thật khó chịu y y tiểu thập tam được ôm trở về đôi mắt sắc sảo vừa nhìn thấy bùi tần đã vội thoát khỏi tay của bà vú liền reo hò nhào tới ai ngờ lúc đến bên cạnh nhan thế tịnh một người không cẩn thận bị té ngã vừa khóc lên bánh ngọt trong tay cũng cố gắng bắt lấy cái gì đó lại bôi lên chiếc váy của nhan thế tịnh lúc này lòng nhan thế tịnh đang bực bội thấy váy của mình bị làm dơ thì càng giận hơn đã sớm nghe nói thập tam hoàng tử là một đứa đần độn, quả nhiên là thế. Nhàn thế ninh thấy tiểu thập tam khóc giống như gì, nhịn cười ôm lấy nó, một tiểu nam từ hán lại khóc như một ông lão vậy, thật bẽ mặt. Đương nhiên ba chữ cuối cùng nàng nói rất nhỏ vậy mà cũng bị người khác nghe được, không xong rồi. Nhưng tiểu thập tam nghe đến đó thì lại ngừng khóc, mím miệng nhìn nhan thế ninh. Sau một lúc lâu, cái mũi khẽ hút hít, lau nước mắt rồi nín khóc. Bà Vú nhìn nó ngồi trong lòng Vương Phi thật không ổn, muốn ôm đi, ai ngờ tiểu thập tam lại ôm chặt cổ nhan thế ninh không chịu di chuyển. Không sao, cứ để để ấy chơi ở đây đi. Nhan thế ninh nhìn tiểu thập tam thừa dịp nàng không chú ý trà nước mũi trên y phục của nàng, chịu đựng véo vào mông nó một cái mỉm cười nói. Vô lại, ai ngờ đột nhiên tiểu thập tam lại duỗi đôi tay nhỏ bé vỗ lên ngực nàng, lại để sát vào người người, sau đó làm bộ nghiêm trang nói, "Nhỏ." "Nhỏ." Phụt bùi vẫn đang uống trà xem bên cạnh, bỗng dưng nghe như thế, thiếu chút nữa một miệng trà đều phun ra hết, sau đó dựa sát vào nói, "Ta đã nói rồi, thật sự là nhỏ mà." Giờ phút này Nhan Thế Ninh cũng muốn điên lên rồi, bọn họ đúng là huynh đệ, người không có đức hạnh. Đang lúc nàng đang suy nghĩ xem nên đáp trả thế nào, bỗng nhiên nghe thấy tiếng kinh hô bên cạnh, sau đó là tiếng thét chói tai có thích khách. Nhan Thế Ninh nhìn hai đào kép trong đình rút kiếm bay ra, nghĩ thầm không thể nào. Đám người hoàn toàn rối loạn. Tiểu thập tam thấy kiếm sáng trói dưới ánh trăng, nghe tiếng thét trói tai quanh mình, sợ đến mức rụt đầu vào ngực Nhan Thế Ninh. Hoàn toàn như một con rùa đen rúc đầu. Thích khách có vài tên, ẩn náu ở khắp nơi, còn mặc cả trang phục của thị vệ, người bọn chúng ám sát chính là Diên Đế. Mà hai người giả làm đào kép cũng đánh thẳng về phía Nhan Thế Ninh bên này có ba hoàng tử. Thích khách hành động quá nhanh quá bất ngờ, không kịp đề phòng. Nhàn thế tịnh kinh hãi hét lên, níu chặt lấy quần áo của thái tử, trốn phía sau hắn. Thái tử biến sắc, mắt thấy thích khách đã gần trong gang tất, cầm một khay bạc tre trước mặt. Lúc kiếm đâm phá tan khay bạc thì thái tử nghiêng đầu, mũi kiếm xẹt qua bên tai treo lơ lửng. Gặp nguy không loạn, hắn lại bay lên đá một cước, đạp về chỗ phía dưới của thích khách lúc tên thích khách đó ám sát thái tử, một tên khác cũng đâm về phía bùi tuần. Nhàn thế ninh lúng túng, ôm chặt tiểu thập tam vào lòng, cố gắng không để lộ chút kẽ hở nào. Mà bùi tuần đứng ngăn phía trước nhan thế ninh, trong cái khó ló cái khôn, ném một cái ly về phía thích khách đang đâm về phía mình. Thích khách né tránh, mũi kiếm bị lệch về phía nhan thế tịnh. Nhan thế tịnh đã bị dọa đến khóc lên, mắt thấy sắp bị đâm trúng, thấy nhan thế ninh bên cạnh cũng bất chấp mọi thứ, một tay kéo nàng qua chắn trước mặt mình. Kiếm sẽ đâm thủng nhan thế ninh. Thế ninh, bồi cẩn thấy thế, khí huyết trong nháy mắt sơn trào, đồng tử co rút lại, sau đó phi thân đánh tới. Một cú đạp này dùng hết sức lực toàn thân, thích khách bị đạp mạnh ngã lăn ra, mũi kiếm chỉ còn cắt qua miếng vải trên cánh tay nhan thế ninh. Nhan thế ninh sợ đến mức cứng đờ cả người. Thấy cuối cùng thị vệ cũng đến, vây quanh bọn thích khách, rốt cuộc thân thể của nàng cũng sụi lơ, không ngăn được nước mắt chảy xuống. Hù chết nàng rồi. Bùi cẩn vòng tay ôm lấy nàng, đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây. Nói xong hốc mắt cũng đỏ lên. Hù chết hắn rồi. Thái tử thấy hai người ôm nhau, nghĩ lại phản ứng vừa rồi của nhan thế tịnh, khóe miệng thoáng nở nụ cười khó hiểu. Mà lúc bùi cẩn và nhan thế ninh đang ôm nhau sau khi trải qua sống chết, đột nhiên cảm thấy ở giữa hai người có gì đó động đẩy, vừa tách ra đã thấy tiểu thập tam ló đầu ra, thở ra một hơi thật dài, một ngạt. Một ngạt, nhan thế ninh phá lên cười. Bùi cần cũng cười, sau đó hắn lại ôm cả hai vào lòng, nhưng ánh mắt của hắn lại rơi lên người nhan thế tịnh cách đó không xa. Nhan thế tịnh thấy ánh mắt của hắn, bỗng nhiên cảm thấy toàn thân phát lạnh. Bởi vì nàng cảm giác được khuôn mặt luôn hiền hòa của cửu hoàng huynh lại tỏa ra chút sát khí. Tải miễn phí nhiều chuyện hơn ở www.ebookfull.net Trường 20, đêm xuân liều vải ấm áp Lúc thị về kịp thời chạy đến, thích khách kẻ bị chém giết kẻ bị chế ngự, vốn định giữ lại người sống Ai ngờ bỗng nhiên thích khách đều chảy máu mà chết, hóa ra là dưới lưỡi có dấu độc Vì thế, mặt rồng giận dữ Diên đế hạ lệnh nghiêm khắc điều tra việc này, sau đó vội vàng xoay người đi vào điện, bởi vì bùi trương bị thương trong yến hội, Bùi Trương không ở gần diên đế, nhưng nghe có thích khách liền bay nhanh tới cứu giá. Cuối cùng trong lúc khẩn khấp đã che chắn trước người diên đế, đỡ thay ông ấy một kiếm chí mạng. Lúc này Bùi Trương đang hôn mê bất tỉnh, một đám ngự y đang vây quanh cứu chữa. Nếu hoàng tử có chuyện gì chấm sẽ cho tất cả các ngươi theo chôn cùng. Khuôn mặt thịnh nộ của Diên đế sơ sắc tiêu điều, giọng nói vang vọng trong cung điện rộng lớn, chấn động màng nhĩ của mọi người mục quý phi hai mắt sưng đỏ lệ rơi không ngừng vẻ mặt hoàng hậu nặng nề giữa chán có vẻ thầm hận mơ hồ cũng không biết là hận vì sao bùi trương không dứt khoát chết đi hay là hận cơ hội tốt như vậy lại được lợi không công cho hắn nếu lúc này hắn không chết diên đế nhất định sẽ thay đổi thái độ đối với hắn thái tử còn đứng bên cạnh hoàng hậu nhìn khuôn mặt giống như đang u sầu nhưng nhìn kỹ hơn thì có thể nhận ra hắn đang thất thần la phi mang theo tiểu thập tam đứng bên cạnh Tiểu thập tam đang buồn ngủ, bỗng dưng nghe tiếng quát của Diên đế, cả kinh lập tức đứng thẳng người nhìn trái nhìn phải, thấy không có chuyện gì mới tiếp tục nghiêng đầu ngủ gật. Bùi Cẩn đang quan sát vẻ mặt của mọi người, trông thấy dáng vẻ ngây thơ của Tiểu thập tam, khóe miệng khẽ cong lên, ý thức được điều gì lại kéo xuống. Quay đầu lại thấy vẻ mặt mệt mỏi của Nhan Thế Ninh, trong lòng lại trở nên mềm mại, hy vọng Bùi Trương mau tỉnh lại, như vậy bọn họ mới được trở về nhà tắm rửa đi ngủ thật ra hắn cũng chẳng hề lo lắng về cái mạng đang treo lơ lửng này của thất ca, nếu bùi trương dễ dàng chết như vậy thì cũng không phải là bùi trương rồi. Huống chi, thích khách đêm nay tới rất kỳ lạ. Rõ ràng cách bố trí trong cung thì không nói, lại nắm chắc cách sắp đặt của yến tiệc đêm nay như vậy, nếu không phải trong cung có nội ứng, đánh chết hắn cũng sẽ không tin. Hơn nữa thân phận của kẻ nội ứng này cũng không đơn giản. Nghĩ vậy, ánh mắt bồi tần lại quét qua khuôn mặt của mấy vị hậu phi hoàng tử, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối gì. Lúc này, cuối cùng ngự y cũng đi ra thưa lại, thất vương hùng phúc tề thiên, đã không còn nguy hiểm đến tính mạng, chỉ cần điều dưỡng một thời gian nữa là được. Lời này vừa nói ra, diên đế thở phào nhẹ nhõm, mục quý phi cũng nhẹ nhàng thở ra, hoàng hậu cười lạnh lùng. Trương Nhi bị trọng thương, cứ ở đây dưỡng thương đi. Diên đế nói, mọi người nghe vậy, vẻ mặt đại biến. Một hoàng tử đã phong vương ở lại trong cung, ý nghĩa cũng không phải bình thường nha. Sau đó diên đế lại quét mắt qua những người còn lại, khi ánh mắt dừng trên người nhan thế ninh không hay không biết khẽ gật đầu, sau đó trầm giọng nói, sắc trời không còn sớm, các ngươi đều lui ra đi. Trên bầu trời trăng tròn như mâm, chiếu xuống xe ngựa trên đường thành bóng mở ngắn ngủn. Lúc này đã là đêm khuya, nhan thế ninh còn hơi hoảng sợ và lạnh tim, Bùi Cần ôm nàng, nàng cũng không kháng cự, ngược lại còn cảm thấy rất an toàn kiên định. "Đừng sợ, đừng sợ, ta ở đây." Khi đó, hắn đã nói như vậy. Đúng vậy, chỉ cần có hắn ở đây, nàng sẽ không sợ, cho dù là lúc 6 tuổi nàng bị người ta ức hiếp, hay là lúc 12 tuổi bị cho giữ đuổi chạy, hay là 18 tuổi nàng suýt bị đâm chết, chỉ cần có hắn ở đây, hắn đều có thể bảo vệ cho nàng, liều chết bảo vệ nàng. Nhan Thế Ninh nhớ lại hốc mắt lại đỏ lên, bởi vì nàng biết rõ có lẽ tên tiểu nhân tồi tệ vô sỉ này sẽ nghĩ hết mọi cách để giày vò khi dễ nàng, nhưng cũng chỉ có tên khốn này mới thật lòng thật giả đối xử tốt với nàng, cho dù phải bỏ mạng. Suy cho cùng, đến bây giờ nàng cũng chỉ có hắn. Sao nàng lại khóc, bùi cần thấy nhan thế ninh lại chảy nước mắt, vội vàng lấy khăn tay cho nàng lau. Nhan thế ninh cũng không nói gì, chỉ nhào vào lòng hắn, cánh tay ôm chặt cổ hắn trong nháy mắt bùi cần giật mình, bởi vì đây là lần thứ hai nhan thế ninh chủ động ngã vào lòng hắn, lần trước là rất nhiều năm về trước, nàng bị một con chó giữ đuổi, vừa thấy hắn đã liều mình chạy đến, sau một hồi vất vả thu phục được chó giữ, nàng liền khóc nhào vào lòng hắn, đó là sợ hãi. Có lẽ bùi cần hiểu được suy nghĩ của nhan thế ninh, vỗ vỗ lưng nàng, sau đó cười nói ái phi ngã vào lòng ta là muốn làm gì. Nhan Thế Ninh thấy hắn còn có lòng giả diễu cợt nàng, nhìn cần cổ hắn lộ ra làm hàm răng chật ngứa ngáy cúi đầu hung hăng cắn xuống làn môi mềm mại ấm áp chạm vào da thịt bồi thần chỉ cảm thấy giống như bị một dòng điện đánh trúng hai tay cũng không kiềm được ôm chặt eo thon của nàng cảm giác được miệng nàng đã nhả ra kéo nàng ra mượn ánh trăng nhìn dung nhan của nàng sau đó lòng khẽ động cúi đầu muốn hôn xuống ai ngờ môi sắp chạm nhau xe ngựa bỗng nhiên ngừng lại vương ra vương phi đến rồi đáng chết. Nhìn nhan thế ninh nín cười, bùi cần hung hăn vỗ mông nàng, hung tợn nói yên tâm, đêm còn dài mà. Nụ cười của nhan thế ninh lập tức cứng đờ. Mệt mỏi một ngày, đương nhiên là muốn tắm rửa sạch sẽ. Nhan thế ninh thấy nước ấm đã chuẩn bị xong liền bắt đầu cởi áo, nhìn lỗ hồng trên cánh tay kia lại bắt đầu hơi tiếc nuối. Một bộ y phục tốt thế này lại bị phí phạm như vậy. Cũng may váy còn chưa bị hỏng. Cởi rồi cởi, trên người chỉ còn lại cái yếm và quần lót. Nhàn Thế Ninh đang muốn cởi yếm, đột nhiên cảm thấy phía sau có người, vội vàng quay đầu lại, nhưng đã bị người phía sau ôm lấy. Ái Phi, tắm chung không? Bùi cần cười đến mức xảo quyệt. Lồng ngực trần trụi hừng ngực của nam nhân dán sát sau lưng, eo bị ôm chặt, tự thế này khiến người ta không thể chịu nổi. Nhàn Thế Ninh chỉ cảm thấy chân mềm nhũn ra, thân thể lại bắt đầu nóng lên nàng nhảy ra xoay người cương quyết nói, không. Đợi đến khi nhìn thấy y phục trên người bùi cần thì nàng liền phát hoảng, vội vàng quay đầu lại. Trên người bùi cần chỉ khoác chiếc áo mỏng manh trong suốt, nửa rộng mở, bên trong không mảnh vải. Tuy cùng giường chung gối bao nhiêu ngày rồi, nhưng bùi cần vẫn ăn mặc rất chỉnh tề, chỉ ít cũng chỉnh tề hơn bây giờ, tốt xấu gì vẫn còn mặc quần lót. Như bộ dạng bây giờ, vừa cởi ra sẽ hoàn toàn trần trụi. Thật là vô lại, Bùi Cần nhìn về mặt đỏ ửng của nàng, cười đến mức chết đi sống lại. Nhưng Vi Phu muốn thì làm sao bây giờ? Nói xong cũng không chờ Nhan Thế đáp lại, tiến lên một tay bồng nàng lên, sau đó bỏ vào thùng tắm. Chính mình cũng chui vào trong. Nhan Thế Ninh nắm lấy mép thùng muốn leo ra, nhưng Bùi Cần đã sớm có đề phòng, tay kéo nàng xuống. Sau đó, tuần tục bắt đầu cởi yếm cho nàng. Nhan Thế Ninh liều mạng ngăn cản. Cái yếm bị cởi ra là chấm hết. Nhưng cái yếm này có hai cái nút thắt, bùi cần đã sớm tìm cách cười nhiều ngày nay, vì vậy cho dù nhan thế ninh có sống chết không chịu thì không qua một lát, cái yếm màu xanh có theo hình hoa sen đã bị ném ra bên ngoài. Nhan thế ninh thấy thành chị thất thủ, kêu lên một tiếng, vội vàng vùi người dưới những cánh hoa trong thùng, vừa lúc có thể che khuất. Sau đó dùng ánh mắt căm vẫn nhìn bùi cần, đồng thời cũng ra sức rụt cơ thể lại, chỉ sợ bị hắn động tới. Bùi cần tới gần nói chuyện với nàng một chút sau đó bắt đầu cởi quần áo quăng ra ngoài. Vì thế, bây giờ hắn đã lõa thể rồi. Nhàn thế ninh nhìn ra thì hắn lộ ra trong nước, khuôn mặt như bị cháy rụi, sau đó tỉnh mộ lại vội vàng xoay người lại. Bùi cần chính là đợi cơ hội này, thưa dịp nàng xoay người lại ôm nàng về. Bùi cần đang ngồi, cho nên nhan thế ninh bị kéo tới cũng ngồi trên đùi bùi cần. Rốt cuộc là huynh muốn làm gì đây? Nhan thế ninh khóc không ra nước mắt. Bùi cần ngậm vành tai của nàng, thổi một ngụm khí, cười nói, nàng nói đi. Nhàn thế ninh cảm thấy được có vật gì cứng rắn dưới mông mình, thật đúng là muốn khóc, huynh không phải nói không ép buộc ta sao. Ta không có ép buộc mà, bùi cần nói xong lại bắt đầu cười quần nàng. Nhàn thế ninh thật tức muốn chết, uổng công ban nãy nàng còn cảm thấy thằng nhãi này là một người tốt. Nhàn thế ninh bị cánh tay bùi cần trói chặt, không cách nào nhúc nhích muốn ngăn cái tay đang cởi quần của hắn thì thằng nhãi này liền bắt đầu xoa nắn hai chỗ mềm mại của nàng, vì thế nàng lại chạy lên phía trước cứu viện, kết quả là dày vào cả buổi, nước trong thùng cũng vơi đi quá nửa, quần lót đã thành công bị cởi xuống, nhan thế ninh chỉ có thể trơ mắt nhìn nó bị ném ra ngoài. Ông trời ơi! Huynh tắm rửa còn không sạch à? Nhan thế ninh rít lên. Bùi cần chớp chớp mắt, ái phi không muốn tắm rửa sạch sẽ sao? Không đợi được rồi à? đã như vậy thì chiều ý ái phi đi. Nói xong, hắn đứng lên ôm lấy nhan thế ninh ra khỏi thùng tắm. Lấy khăn lau khô thân thể cho hai người rồi ôm nàng lên giường. Chưa từng bị trần trùm thế này, nhan thế ninh vừa thẹn vừa cáu, muốn cuốn chăn tách ra, ai ngờ bùi cần cũng kéo chăn chui vào, sau đó ôm chặt lấy nàng. Huynh để ta mặc quần áo đi, nhan thế ninh cả giận nói. Mặc rồi cũng phải cười, phiền phức, bùi cần hé miệng cười, sau đó cắn xuống cần cổ nàng một tay lại chụp lên vuốt phe chỗ mềm mại của nàng thân thể nhan thế ninh lại mềm nhũn ra nhưng nàng vẫn chống cự lại huynh là một tên lường gạt bồi cần dừng lại nhìn bộ dạng ủy khuất của nàng cười nói ta lừa nàng bao giờ huynh nói huynh sẽ không ép buộc ta mà ta cũng nhớ lần trước người nào đó có nói không cần phải nhịn nữa chấm nhan thế ninh nhìn hắn cười như hồ ly kinh hãi đây là nhất mã quy nhất mã. Nhất mã quy nhất mã, ý nói nợ gì thì trả nấy. Ta đây cũng là nhất mã quy nhất mã. Nói xong, bùi tần liếm môi dưới, cúi đầu che miệng vẫn còn đang nói thầm của nàng. Ưm ưm người này tại sao lại xào quyệt như vậy? Răng môi dây dưa, nhẹ nhàng cắn mút, vô cùng phong tình. Bỗng nhiên chiếc lưỡi dài quét tới như muốn xuyên qua tất cả để xâm nhập vào. Nhàn thế ninh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, dường như không thể hô hấp được nữa. Bùi cần vừa bá đạo vừa dịu dàng lúc nào cũng có thể khiến nàng bị mất phương hướng. Mà lúc nàng sắp bị nghẹt thở thì hô hấp bỗng nhiên được thông thuận. Nhưng nhàn thế ninh vừa muốn há miệng thở dốc, cảm giác đôi môi mềm mại bị ngẩm thì lại quên cả hít thở. Cảm giác tê dại nháy mắt truyền khắp toàn thân. Hô hấp của bùi cần trở nên thô đục, khuôn mặt cũng đỏ rực lên, trước kia hắn không có gan cởi quần áo của nhan thế ninh, chỉ sợ bản thân nhịn không được, lúc này cuối cùng cũng thấy rõ thân thể mỹ lệ này hắn chỉ cảm thấy tim cũng suýt nhảy ra ngoài xương quai xanh tinh xảo khuôn ngực mềm mại nước da trơn bóng vòng eo mảnh khảnh còn có hai chân thon dài bùi cần cảm thấy toàn thân như sắp nổ tung rồi hắn xoay người lần nữa hung hăng hôn tới nhàn thế ninh cảm giác được mình bị tách hai chân ra ý chí được khôi phục nàng cố gắng đẩy bùi cần ra lại nghe hắn nói bên tai thế ninh cho ta lời này tràn đầy tình cảm dịu dàng, từ lỗ tai chui thẳng vào trái tim. Nhàn thế ninh nhìn đôi mắt đầy sắc dục cùng với sự đè nén không hành động, lòng rung động. Nhưng nàng không nói gì, chỉ nhích lại gần đáp lại nụ hôn của hắn. Bùi cần thấy nàng đáp trả thì cười lên, sau đó liền lâm vào sự điên cuồng khó khống chế. Từ môi xuống xương quai xanh, đến ngực, thẳng xuống bụng sang bên eo, mỗi một tấc, mỗi một phân hắn cũng không bỏ qua giống như đang đối đãi với một vật chân bảo. Hắn biết sẽ rất đau nên ra sức làm cho nhan thế ninh thả lòng. Nhan thế ninh vô cùng khẩn trương nên toàn thân vẫn căng cứng. Nụ hôn của bùi tần khiến nàng cảm thấy có chút bất an, giống như một mảnh gỗ trôi nổi trên biển, muốn tìm một chỗ để cập bến mà lại không biết chỗ ấy rốt cuộc là ở đâu. Mà cảm giác lúc ngón tay của bùi tần tìm được chỗ ấy khiến nàng cảm thấy vô cùng ngượng ngùng, toàn thân nàng chấn động, sau khi cảm giác được một luồng nhiệt chảy từ bụng xuống thì vội vàng đẩy bùi cần ra. Không được, bùi cần đang bị lửa tình đốt cháy, đột nhiên nghe được tiếng quát của nhan thế ninh thì có hơi giật mình, sao vậy? Nhan thế ninh cắn môi dưới, khô khốc nói, hình như ta có nguyệt sự rồi. Bùi cần cúi đầu thấy một màu đỏ, thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu. Ông trời ơi, đừng trêu đùa người ta như vậy chứ ông cứ để thích khách một kiếm đâm chết ta đi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn